Rồi, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Sau đây là sẽ dạy sẽ dạy cả nhà. Hôm nay sẽ là chị. Dạy gì? Dạy cả nhà cách làm hoa quả chặt. Rồi. Vừa đi mua được 4 quả táo. Rồi. Quả này trước. Mi sao đây? Đấy. Bình thường sẽ dùng là em sang đây. Đấy, em Chín ơi. Đấy. Xin chào Trần Trôi nhá. Đây em bò đây. Rồi xin chào, ba sẽ làm quả gọi là táo. Bổ táo làm hoa quả dầm. Đâu rồi, cái kia đâu rồi? Ông ơi. Sao ông bỏ cái đấy của con đi à? Con đang làm đây mà. Ông ơi. Con đang làm đấy mà con mà. Ừ. Đồ con đang làm chứ. Tôi con để. Vâng. Cái vừa xong. Xin chào anh em đã xem nhá. Có cái bóng điện ở đây, đây. Đấy, bóng điện này là hết lóa. Đây, quay lại cho anh em tí nào. Ok. Đôi để con đang làm hoa quả mà. Làm cho nếu mà đi ăn phải mất 1 lít. Ở nhà giờ lấy hoa quả làm hoa quả chặt. Bố làm mấy? Chào anh em nhá. Đang ra điểm gì? Thì cắt trời. Thì cắt à? Em Chín chưa không? Em Chín đây chưa không? Đang live stream. Đúng rồi, đang live stream. Rồi, bây giờ làm hoa quả chặt này. Đấy. Đấy. Tí ai ăn này nhỉ? Có ăn. Cả ba ăn đấy nhá. Cả nhà ăn nữa. Cả nhà ăn nhá. Đấy. Ngon chưa? Rồi. Đây gọi là cái gì? Táo. Xong quả gì nữa? Quả nho. Quả nho cần chặt không? Có. Chặt luôn à? Chặt luôn. Xin chào anh em nhé, là xem nhá. Đấy, con tôi cứ đòi đi ra ngoài quán ăn hoa quả dầm nhưng mà ngoài đấy ăn độc hại lắm. Tôi vào Vin làm cho quả táo với chùm nho. Về đi tự làm. Đấy. Tí vẫn tranh nhau ăn đấy. Đấy. Làm mấy cốc nhỉ? 2 cốc. Một cốc. Vậy. 2 cốc thì 1 cốc thì 3 này con thôi nhá. Bật bật cái quạt cho mát nào. Ok. Ok. Đấy. Xin chào 243 nha xem. Đấy anh em cứ ra Vin thôi. Đấy mua quả táo, con đừng quay, nó nóng. Đấy cứ mua quả táo, quả nho. Đấy đây là quả xoài. Thế là về nhà làm hoa quả dầm là đủ quả. Đấy là thập cầm quả. Đấy ăn là an toàn. Đấy, đỡ độc hại. Đấy ra ngoài quán là độc hại chết. Đấy là con tiết kiệm. Sao mà về quay lại có nhiều người xem. Anh đâu chân đã quay đâu, thứ hai tuần này quay lại này. Nho chặt luôn à? Kinh nhỉ, chơi nhỉ. Thế thì làm miếng đã. Em chia ra không? Nào. Nào. Đùa. Chào tất cả anh em nhá. Anh em đang xem xe cho quả ta cho quả cho nó được rỡ nhá. Đây, nay tôi dạy cho anh em cách làm hoa quả chặt tại nhà. Đấy. Rồi. Xin chào 250 nha, đang xem nhá. Đấy, xong được câu hoa quả chặt rồi. Táo là táo NV. Đấy. Nho là nho Mỹ không hạt. Nhưng mà tôi canh giảm giá tôi mua ấy. Nho táo này bình thường là khoảng 280 hay 300 ấy. Size to. Đấy nay tôi canh từ 6 giờ sáng đến là 7 giờ tối. Đấy, mua được là có 95.000 một cân thôi. Đấy, nhưng mà tôi mua nửa cân. Nửa cân á? Nửa cân, đúng rồi, nửa cân đấy.
Nhưng mà khi mua nửa cân thì nhanh tay bốc được hai quả. Nào, con trật tự nhá. Con ăn hoa quả chặt bao giờ chưa? Chưa. Đúng rồi, con chỉ toàn ăn hoa quả bổ thôi đúng không? Đấy, hoa quả chặt được chưa? Đấy. Hoa quả ba. Rồi. Một hoa quả. Ơ, nghẹt cổ ba này. Em mua là ba. Ba mua đây. Ba mua đây. Cho nó cho anh em xem nhá. Chân anh bị đau mà. Chân bị thương cả tuần nay có quay đâu. Chân bị thương mà. Sao nó? Quả hoa quả dầm rồi. Anh em thấy chưa? Này, ngon chưa? Đấy. Ngon quá. Ngon quá, bà xem thử cái nào. Em chín chén đâu? Lại đây nào. Wow. Đang à. Ngon. Ừ. Ôi hỏng rồi. Đáng lắm. Đáng lắm. Không ăn được đâu. Ăn. Thiêu rồi. Thiêu rồi. Đáng lắm. Đáng lắm. Ăn thử miếng nào. Không. Đáng lắm nhỉ. Đáng không? Xin chào ai trong năm sáu anh em xem nhá. Đây là anh em là sao mà muốn ăn hoa quả dầm thì cứ ra Min mà mua cháo lê xoài các kiểu. Đấy, canh xeo mà mua nhá, không về làm hoa quả dầm vừa bổ rẻ lại còn vừa an toàn. Sau live stream phải có người xem xong mại cắt lên kênh này thật mạnh, entertainment lại kiếm được tiền. Đấy. Đấy, xin chào gần 300 anh em đang xem, có ít gì đâu. À, táo này là bình thường là họ bán là 280 đến 300 một cân vì nó là NV size lớn. À, tôi canh rồi hôm qua tôi chơi với em fan em làm xong pin em bảo là anh hôm nay táo ấy nó size 7% rồi còn có 95.000 cân thôi. Đấy, canh từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối tôi mua nửa cân. Cái căn bản là mải quá đi quên không cầm tiền đấy. Thế là khéo mồm mà xin được chùm nho nữa. À. Đó. Cái mồm xin là chùm nho nữa. Thế là về là được cốc hoa quả dầm. Đấy, quay lại chim lên 300 người xem xong rồi mai cắt lên kia lại kiếm được tiền đây nữa. Thế là quả này là chi phí không lỗ rồi. Ngon không? Ừ. Đấy. Cái này chỉ ba được chặt thôi nha các con, không được chặt nha. Ok. 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 Đó. Xin chào hai cháu nhé, là xem nhá. Anh Bin ngoan à, không phải thiêu đâu, ba giả vờ đấy, ngon cực kỳ luôn. Ngon không? Em xin ăn không ngon? Bạn đây bác cho này nhá lên. Wow. Hả? Anh Bin lên nào. Bin. Không nói chuyện, không chơi với anh Bin nữa. À, ngon rồi anh em ạ. Anh em thấy không? Nhìn nó là hấp dẫn. Nếu mà bình thường mà thái thì nhìn nó lại đẹp cái kiểu thái mà ăn chặt theo kiểu ngon của chặt như kiểu thịt gà xé thịt gà chặt ấy. Anh nào ở Thái Bình nhá. Livestream này sẽ được cắt lên kênh thật mạnh entertainment. Anh em nào xem trên kênh mà muốn biết là phê thật mạnh thì click vào đường link ở dưới. Muốn nhận xét có ghi là phây nam chính được ghi một đường link nhá. À, sẽ tìm ra phây thật mạnh thôi. Hiện tại rất nhiều phây giả thật mạnh đang được đăng tải để chuyên để bán lô bán số bán đề bán các kiểu bán. Bây giờ anh em nói thật anh em như nó bảo anh em là gửi tiền nó xong nó gửi số lô cho đánh, nó biết về nó đánh, cần gì phải anh em phải đánh. Đúng không? Ngon không? Đó, con nghịch vừa thôi nào, ông đừng giật nó nữa. Ông không giật nữa. Nhìn anh quen lắm luôn á. Xin chào Hùng Phí Nguyễn nhá. Anh em nào xem livestream mà muốn biết về phây cá nhân thật mạnh thì các bạn vào Phạm Tiến Mạnh nhá. Phây cá nhân tôi được livestream hàng ngày. Có rất nhiều phây giả hiện tại đang giả mạo phây tôi. Cắt những cái livestream tôi livestream nó giả vừa livestream. Đấy livestream nó phải ngày tháng. Bây giờ là 6 giờ 35.
Đấy thì mà là live stream thật chứ anh em, có nhiều anh em gà quá để họ giả vờ live stream. Họ cứ cắt. Của anh đấy. Ừ, của cả nhà. Thạch ngon quá. Đến thạch. Chào tất cả anh em nhá. Thạch trắng của anh đấy. Thạch trắng này. Chào con nhé. Xin gái. Xin rồi. Cắt cái dao kia cho an toàn. Xin ngồi đây cho em xin miếng. Đấy. Có một cốc chè hoa quả thôi mà 3 người ăn. 4 người ăn nhỉ. Ngon thế nhỉ. Ok anh em nhá. Thứ hai tuần này bắt đầu đóng số mới rồi nhá. Tiếp mất lịch sự quá, con quả áo xuống. Đấy. Đấy. Hay. Hay. Chào tất cả anh em nhá. Thôi xin chào anh em. Dạy anh em cách bổ hoa quả vậy là ok rồi. Đấy là sao anh em cứ lấy hoa quả về chém thôi nhá. Xin chào, chúc anh em buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt.